Trưa ngày 3 tháng 10, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng cho biết, ông cùng lãnh đạo 12 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã kiến nghị đến Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê. Theo lãnh đạo các địa phương trên, do nguồn nhân lực y tế, cơ sở hạ tầng phục vụ phòng chống dịch trong tỉnh còn hạn chế, các khu cách ly tập trung, khu dung điều trị trong tỉnh hiện nay gần như quá tải. Tỷ lệ bao phủ vaccine dân số trong tỉnh chỉ đạt 21% mũi 1 và 7,5% mũi 2. Việc người dân ồ ạt về địa phương đang tạo áp lực rất lớn cho tỉnh trong công tác tổ chức cách ly tập trung, xét nghiệm, thu dung điều trị. Đặc biệt là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh, gây bùng phát trong tỉnh là rất lớn. Thời gian tạm ngưng tiếp nhận là 15 ngày. Trong thời gian này, các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chu đáo cho số bà con đã về. Sau khi ổn định, tỉnh sẽ xin ý kiến. Ông Lâu cho biết những ngày qua, người dân từ các tỉnh thành phố đổ về quê quá đông. Riêng đêm ngày 2 tháng 10, có khoảng 20.000 người tự về quê, đông nghẹt một đoạn quốc lộ 1. Như vậy, chỉ trong vài ngày đã có gần 30.000 người tự về quê. Năng lực tiếp nhận của Sóc Trăng hạn chế, nếu bà con về thêm nữa sẽ vỡ trận. Hiện những người tự về khi vào địa phận Sóc Trăng sẽ có lực lượng chức năng hướng dẫn đường đưa vào khu văn hóa Hồ Nước Ngọt để khám sàng lọc. Sau đó thì người dân ở địa phương nào sẽ được đoàn dẫn đường đưa về địa phương đó cách ly tập trung.